chàng trai người Việt cứu cụ ông rời khỏi đường ray tàu cao tốc. Được biết, sự việc xảy ra vào hôm 17 tháng 6. Anh Nguyễn Duy Tân, 30 tuổi, quê ở Khánh Hòa đang làm việc ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, kịp thời giúp đỡ cụ ông bị ngã ngay trên đường ray tàu cao tốc. Thời điểm đó, chuyến tàu sắp đi qua, nhưng do chiếc xe đạp bị kẹt bánh, khiến ông lão ngã ra đường, rất khó khăn để đứng lên. May mắn, anh Tân đã chạy ngay tới, dìu cụ ông đứng dậy, cũng như đưa chiếc xe đạp khỏi đường ray, tránh vụ tai nạn đáng tiếc. Một hình ảnh đẹp của con người Việt tại xứ người.